Xin chào anh em, nó quay trở lại với kênh Nông Dân Làm Giàu của mình. Thì rất nhiều anh em nhắn tin trên Facebook này, YouTube này, rồi hỏi mình là sao dạo này ít ra clip. Nhưng mà không chỉ anh em đâu mà trên Google họ cũng gửi cho mình một cái email. Tại vì phải nói là hơn một tháng nay mình chưa ra clip rồi. Thì hơn một tháng nay thì mình cũng bận một số công việc, với lại mình cũng đang suy nghĩ một số những cái nội dung làm video sắp tới để cho anh em có nhiều những cái hình ảnh hay để theo dõi. Tại vì hơn một năm nay rồi mình làm cái kênh YouTube này thì đa số những hình ảnh của mình thì cũng loanh quanh ở chuồng chim của mình. Thì có khi là nhiều anh em xem cũng nhiều khi cảm thấy chán. Thì mình cũng đang tìm một số những cái nội dung gọi là thân thuộc đối với mọi người ấy. Thứ nhất là về bà con nông dân này, hoặc là những cái mô hình kinh tế nào hay này, hoặc là những cái câu chuyện độc đáo này mà nó kiểu như là nó thân thuộc và nó gần gũi với mọi người ấy, thì mình sẽ làm đấy, kiểu như là mình sẽ tạo một cái sân chơi luôn, cũng như là anh em khi mà xem được những cái video nội dung như vậy thì anh em vẫn có thể mở mang được cái tầm mắt của mình. Còn hôm nay thì mình vẫn tiếp tục làm một cái nội dung ở cái trại bồ câu của mình. Đây là những cặp chim bồ câu Titan Thái siêu thịt anh em nhé. Thì cái kênh Nông Dân Làm Giàu của mình thì đa số là hướng dẫn anh em nuôi chim bị có những cái vấn đề như thế nào. Tại vì anh em nuôi thì mỗi người nuôi theo một kiểu khác nhau, tại vì không ai giống ai cả. Cách thức cũng như là ví dụ là chim ở những cái mùa nào thì nó có những cái bệnh nào ở từng mùa, ở từng vùng nó khác nhau. Thì mình cũng chỉ cho anh em ở số một những cái vùng là ví dụ là mùa lạnh là như nào, rồi khi bắt đầu vào mùa mưa thì chim thì bị bệnh những cái bệnh gì á. Thì đa số anh em cũng nhắn tin hỏi mình thì anh, tại vì anh em nuôi những cái giống chim bồ câu khác nhau, tại vì ở trại mình là chỉ chuyên về bồ câu Thái siêu thịt thôi, nên là anh em nào mà nuôi cùng cái chủng loại giống của mình á thì mình vẫn chỉ hết sức là nhiệt tình cho anh em luôn. Đây là bồ câu Titan Thái siêu thịt, thì có thể nói đây là cái loại giống bồ câu nó hot nhất hiện nay luôn. Thì anh em nuôi thì nó đạt năng suất rất là cao. Mình thì mình đã hướng dẫn cho rất nhiều người nuôi rồi anh em ạ. Mình hướng dẫn cho rất nhiều người. Thì đa số là hiện tại bây giờ thì mọi người cũng chuyển sang nuôi cái loại bồ câu Thái này hết rồi. Thì mình cũng thực ra ở trại mình thì cái kênh của mình thì mình cũng không có quảng cáo hay làm gì đâu anh em ạ. Thì mọi người lên cái kênh của mình thì cũng xem được tận mắt hình ảnh những cái cặp chim ở trại mình thế nào, tận mắt nhìn thấy luôn. Chứ nhiều khi ở những cái kênh khác á, họ chèn hình ảnh rồi những cái hình ảnh nó photoshop hoặc là những cái gì đó thì mình cũng không biết được. Nhưng mà khi mà xem video này thì anh em có thể thấy không, những cặp chim bồ câu của mình nuôi rất là thích luôn. Rất nhiều những anh em ở những cái khu vực khác như là ở miền Trung hoặc là những cái vùng miền nào thì hay hỏi mình là nuôi bồ câu ở những cái vùng miền đấy thì có vấn đề gì không. Thì mình cũng, tại vì cái giống bồ câu Thái này là thích hợp nuôi ở hầu như tất cả những cái vùng miền mọi người ạ. Đây bồ câu, cặp bồ câu này đang ấp này. Mọi người nuôi thì cũng lưu ý luôn là cặp bồ câu nào mà nó ấp giỏi thì mình cho nó ấp luôn nhé. Sau đó là những cái cặp nào mà thường thường nó không ấp thì mình sẽ cho ấp bằng máy. Mình sẽ ghép khoảng 3-4 con nó nuôi cùng một lúc thì nó sẽ đạt hiệu quả rất là cao. Đấy, cái cặp bồ câu ra ràng này thì tầm khoảng được vài ngày thôi thì cũng rất là to rồi. Mình cũng từng làm rất nhiều những cái clip để mọi người nhận biết được các loại giống chim á. Thì bồ câu Thái siêu thịt thì nó màu xám, mọi người chỉ để ý là nó màu xám nhé. Và ở cái cườm của nó thì nó rất là đẹp. Đây, riêng cặp này nuôi 4 con luôn này, 4 con cùng một lúc, nhìn thì nó cũng rất là đồng đều nhau. Đây là cặp bố mẹ cũng đang đẻ luôn, đang đẻ lại. Nhưng mà anh em cũng lưu ý nhé, đó là đối với những cặp nào mà nuôi siêng, nuôi tốt á, thì mọi người cũng cho nó ăn một cái chế độ dinh dưỡng thật là hợp lý. Tại vì giống như kiểu là mình đang bóc lột sức lao động của nó thì có nhiều cặp nó bị quá tải, nó nuôi quá tải anh em nhé, thì nó sẽ bị chết đấy. Nên anh em cũng lưu ý
mặc dù nó nuôi khoảng được 3 đến 4 con ấy, nhưng mà những đối với những cặp nuôi tốt như vậy thì anh em phải có một cái chế độ chăm sóc thật là hợp lý, vì nếu không thì nó nuôi nó quá sức thì nó sẽ chết đấy, thì như vậy thì cũng rất là uổng và nó hư hao. Với lại cũng có nhiều người nhắn tin và bình luận ở dưới cái kênh của mình ấy, thì anh em cũng bày tỏ là mình làm nhiều clip hơn nữa để cho anh em theo dõi. Và có người nhắn là thôi thì bây giờ một ngày ra một clip đi. Nhưng mà thật ra thì cái chuyện mà một ngày ra một clip thì mình cũng không làm nổi. Thường thường như là những cái nội dung mà một ngày người ta ra được một clip á, thường thường nó là người ta chơi game anh em ạ. Người ta chơi game, những game thủ á. Thì người ta chơi game thì nó dễ, ví dụ là ngồi khoảng 1-2 tiếng đồng hồ á, thì nó chơi game thì nó quay lại màn hình thì lúc mà xử lý thì nó cắt ghép dễ. Còn đây là mình quay thực tế ở trại mình, rồi mình cũng phải xử lý, mình ngồi mình dựng này, rồi mình ngồi mình cắt ghép lại những cái đoạn nào nó rung hoặc lắc này, nó xấu quá thì mình cũng phải cắt nó đi, rồi mình xuất file, rồi mình up lên YouTube cho anh em xem. Nói chung là để anh em xem một cái clip như này thì cũng phải trải qua rất là nhiều công đoạn. Nên là khi mà anh em xem những cái clip này thì để ủng hộ kênh của mình thì anh em có thể like cái video này, và đặc biệt là anh em đăng ký kênh giúp mình, subscribe kênh hộ mình, để thứ nhất là như mình cũng nói với anh, chia sẻ với anh em là đến cuối năm thì mình cũng hy vọng là kênh của mình, kênh Nông Dân Làm Giàu này được nút bạc YouTube. Đấy, nó cũng là một cái sự khích lệ cho mình làm video để cho anh em theo dõi. Nhiều anh em hỏi mình là không biết kênh mà đạt được 100.000 sub á, là được nút bạc á, thì có được tiền hay không. Đây là mình cũng chia sẻ luôn là anh em có được 200.000 hoặc là 1 triệu sub thì anh em cũng đâu có được tiền đâu. Đó, anh em hiểu là cái lượng người đăng ký kênh của mình á, nó chỉ giúp ích cho mình, gọi là nó tiếp cận được mọi người xem thôi, chứ cái nút bạc, nút vàng, nút kim cương là nó cũng không mang lại cho anh em một cái gì cả. Nhiều khi kênh nó chỉ có vài ngàn sub thôi, nhưng mà kênh nó thân thiện đối với mọi người ấy, thì mọi người cái lượng view cũng rất là cao. Nhưng mà có một cái nút bạc hoặc là một cái nút vàng gì đó thì nói chung là nó cũng tạo được cái sự khích lệ cho mình làm clip ấy. Đấy, chứ nhiều người cũng nhắn tin hỏi mình lắm. Thực ra kênh của mình là mình nhắm đến cái đối tượng khán giả là những bà con nông dân thôi. Tại vì mình cũng không thích gọi là làm những cái nội dung gì xàm, nó không có thiết thực. Khi mà người ta xem thì nó cũng không đọng lại được gì cả. Còn mình làm clip này để hướng dẫn mọi người làm giàu này, như cũng như là cái tiêu chí kênh của mình là Nông Dân Làm Giàu mà, thì mình cũng hy vọng là cái những thông tin mình biết được thì mình cũng sẽ thông tin lại cho mọi người nắm. Để có gì ai ví dụ là học được cái cách nuôi như nào thì mọi người cứ nắm mà làm theo thôi. Còn nếu không thì cứ comment ở bên dưới hoặc là gọi điện thoại cho mình, thì mình sẽ chia sẻ rất là nhiệt tình đối với anh em. Nhiều khi mình bận quá mình không nghe được máy á, thì anh em cũng thông cảm cho mình. Vì mình ngoài công việc này thì mình cũng có một số công việc khác cũng rất là lu bu, nên là nhiều khi gọi thì mình cũng không nghe máy. Những cái cặp bồ câu Thái này thì mình nhập ở bên Thái về anh em nhé. Cái giống của nó là cực kỳ chất lượng luôn, chứ mình cũng không có nhập những cái giống lung tung như ở bên Trung Quốc về đâu. Mình cũng có từng làm một clip là phân biệt cái loại, hai cái loại mà bồ câu Thái này với bồ câu Trung Quốc á. Thì anh em xem clip cũng thấy là cái giống bồ câu Trung Quốc rất là bé, nuôi thì nhiều khi nó cũng hư hao, nó cũng hao rất là nhiều. Vì khi ở bên Trung Quốc nó bán lại cho mình, nhiều khi cái trống nhiều khi nó già quá rồi anh em nuôi không biết á. Thì anh em có thể theo dõi trên kênh của mình là mình có làm clip về phân biệt ví dụ là cặp nào mà già quá nuôi bao nhiêu năm tuổi hoặc là bao nhiêu tháng tuổi đấy. Thì anh em có thể theo dõi để khi anh em lựa cái cặp bồ câu của mình thì nó cũng không có bị lừa. Đấy, những cái cặp chim bồ câu Thái siêu thịt ở trại mình trông rất là đẹp. Và nhiều người xem video của mình thì thấy cảm thấy thích lắm. Tại vì thứ nhất là cái chuồng trại của mình nó làm cũng rất là quy mô này, nhất là về quy mô. Cái thứ hai là rất là
mình cũng cho chim tắm thường xuyên á, nên nhìn những cái cặp chim của ở trại mình thì trông rất là sạch. Đấy, những cặp chim bố mẹ trông rất là khỏe khoắn này, đang nuôi con này. Đấy, mỗi ngày ra trại của mình thì mình cảm thấy rất là thích. Đấy, cặp này thì đang ấp này, những cặp nào nó ấp thường xuyên á, ấp mà nở tốt á, thì mình cho nó ấp. Đấy, ở trại anh em nào mà cũng còn nuôi bồ câu á, thì anh em có thể lên trên kênh YouTube của mình rồi comment ở bên dưới, rồi cũng như là chụp hình ảnh để đăng lên cái fanpage của mình, để có gì mình giao lưu với nhau. Mình cũng rất hy vọng là anh em có thể ví như là cứ vào kênh của mình theo dõi, hoặc là có những cái thông tin gì thì cứ điện với mình sẽ hỗ trợ anh em nhiệt tình. Và sắp tới thì mình cũng sẽ làm rất nhiều những cái clip về trải nghiệm về những cái vùng đất nông thôn, là kiểu như là vùng đất và con người ấy, cũng như câu chuyện ở đấy để truyền tải cho mọi người. Thì để kiểu như là mình sẽ làm cái bộ mặt trang nó đẹp hơn nữa, phong phú thông tin hơn nữa, để mọi người vô đó xem thì nó cũng đỡ một màu đi. Tại vì nhiều hình ảnh về bồ câu quá thì nhiều khi kênh của mình nó cũng bị giới hạn bởi Google á, nên mình cũng đang cố gắng mở thêm nhiều nội dung hơn. Anh em xem xong clip thì nhớ cho mình một like và đăng ký kênh hộ mình nhé. Clip này thì mình cũng xin tạm dừng ở đây thôi. Chào tạm biệt mọi người nhé.